Mua gì ở đâu? Hiếu Nghĩa và Hồng Nhi rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7 vào các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ gửi đến quý khán giả rất nhiều bộ sưu tập thời trang độc đáo. Bên cạnh đó là một số mách nhỏ giúp sáng tạo nên những vật trang trí Tết rất xinh xắn. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi nha. Thưa quý vị, khi nhắc đến cà phê, chúng ta thường nghĩ ngay đến những tách cà phê với hương vị hấp dẫn. Thế nhưng trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, trái cà phê chín còn được sử dụng theo một cách rất đặc biệt. Và thông tin chi tiết sẽ được Mua gì ở đâu giới thiệu ngay sau đây. Chỉ mới được ra mắt không lâu, nhưng ý tưởng kết hợp những cành cà phê đỏ mọng cùng các loại hoa chưng Tết truyền thống đã nhanh chóng được nhiều người yêu thích. Theo đó, cành cà phê với những trái chín đỏ mọng to tròn có thể được kết hợp với đa dạng các loại hoa lá khác như thanh liễu, lá bạc, hồng. Ý tưởng độc đáo này không chỉ giúp quý khán giả có thể tận dụng tối đa công dụng của cành cà phê mà còn giúp chính người nông dân có thêm thu nhập thay vì bỏ đi những cành cà phê ra muộn, bị yếu. Đặc biệt, cành cà phê tươi lâu hơn các loại hoa truyền thống khác trong thời gian từ 7 đến 10 ngày. Do đó, sau khi chưng, quý khán giả có thể tuốt trái, bóc vỏ cà phê để lấy nhân đem rang xay và thưởng thức trực tiếp. Khi mà mọi người nghĩ đến cành cà phê thì mọi người trước giờ đều nghĩ là cà phê để uống chứ không ai nghĩ là để cắm hết. Cho thành ra là mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt bởi vì mọi người thấy đây là một sản phẩm quá độc đáo và mới lạ. Luôn luôn muốn nâng cao những giá trị nông sản của Việt Nam. Cho nên là ngoài cành cà phê ra thì mình đã có những cái sản phẩm khác như là hoa atiso. Mình có thể dùng cắm hoa và sau khi cắm hoa xong mọi người có thể dùng để nấu canh luôn, rất là ngon. Ngoài ra thì mình có những loại hoa về rau củ như trái súp lơ hoặc là ớt chuông Đà Lạt. Hiện sản phẩm trang trí từ cành cà phê không chỉ thu hút sự chú ý của người dân mà các quán cà phê, nhà hàng cũng đang bắt đầu mang vẻ đẹp núi rừng Tây Nguyên vào không gian phố thị. Mỗi cành cà phê chín đều dài 60-80cm đang được bán lẻ với giá 90.000 đồng. Đặc biệt với mã code khán giả mua gì ở đâu, quý khán giả sẽ được giảm 25% khi mua combo 4 cành. Để chào đón Tết Nguyên Đán năm nay, các nghệ nhân đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời đa dạng các sản phẩm với biểu tượng linh vật của năm. Và để biến sản phẩm thủ công của mình trở nên độc đáo mới lạ hơn, anh Nguyễn Mạnh Cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng ống tre trúc để biến tấu cách điệu nên hình ảnh chú trâu Việt. Đầu tiên, ống tre có kích thước phù hợp sẽ được cưa cắt thành hai phần thân và đầu. Sau đó anh Cường sẽ cẩn trọng tỉ mỉ mài, đục, khoan, tạo nên các chi tiết nhỏ như đuôi, tai và vòng đeo tai, rồi đính kết chúng lại với nhau. Cuối cùng, sau khi đã định hình cố định bằng keo, chú trâu sẽ được phủ một lớp hợp chất chống thấm nước, tránh ẩm mốc, giúp sản phẩm có được màu sắc tự nhiên và sáng bóng trong thời gian dài. Tre nó rất là thiết thực và nó thân thiện với lại con người Việt Nam. Mà lại dễ tạo hình nữa, không tốn nhiều nguyên liệu rất dễ kiếm, tất cả các vùng miền của Việt Nam mình đều có hết. Qua những ống tre trúc được tạo hình thủ công, hình ảnh chú trâu hiện lên một cách hài hòa, tự nhiên. Tuy đơn giản, thân thuộc nhưng lại mang đến cảm giác mới mẻ, thích thú. Sản phẩm không chỉ thân thiện với môi trường mà còn phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài ra, tre trúc còn được sáng tạo cách điệu thành nhiều con vật nằm trong bộ 12 con giáp cùng nhiều sản phẩm thủ công mới lạ khác. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin về một số bộ sưu tập thời trang vừa được giới thiệu. Đầu tiên, mời quý khán giả chiêm ngưỡng hơn 100 thiết kế áo dài xuân đầy ấn tượng, được thể hiện bởi những người mẫu nhí tài năng. Với mong muốn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc qua ngôn ngữ thời trang, hơn 100 mẫu thiết kế áo dài của 4 bộ sưu tập đã được sáng tạo nên trên chất liệu truyền thống, với những họa tiết độc đáo và đầy ấn tượng. Ngoài những tà áo dài thướt tha, mềm mại, các bộ sưu tập còn có sự góp mặt của sản phẩm áo dài cách tân, được biến tấu trên chất liệu độc đáo, rực rỡ hòa trong không khí mùa xuân rộn ràng và rực rỡ sắc màu. Với hình ảnh của các vị nữ anh hùng của dân tộc, áo dài Phương Ly mong muốn muốn truyền tải về những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam trong những ngày giáp Tết. Mong mỏi lớn nhất là nhân rộng cái tình yêu của tất cả mọi người đối với chiếc áo dài Việt Nam.
Đặc biệt, câu chuyện về một số nhân vật lịch sử cũng đã được truyền tải thông qua trang phục. Trong đó phải kể đến bộ sưu tập quốc phục được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ trong lịch sử đã làm rạng danh đất nước như Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa. Từ đó, các thiết kế không chỉ góp phần tô điểm màu sắc rực rỡ cho ngày đầu năm mới hay làm cho tà áo dài truyền thống trở nên độc đáo hơn nữa, mà còn là cơ hội để các em thiếu nhi thêm hiểu biết về lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua ngôn ngữ của thời trang. Trong khi đó, để chào mừng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay, không chỉ các thương hiệu chocolate mà các hãng thời trang như Nike cũng đã sớm giới thiệu sản phẩm mới dành cho những cặp đôi. Bên cạnh mẫu Dunkle có màu hồng và đỏ tươi, Nike cũng giới thiệu thêm mẫu Air Force One với thiết kế tối giản, chỉ có duy nhất một điểm nhấn. Phần thân trên của giày được làm từ chất liệu da, còn logo Nike được chỉnh màu nhẹ nhàng gần như thành màu kem, tạo nên một sự tương phản nhẹ trên thiết kế sản phẩm. Điểm đặc biệt nằm ở logo Nike tại khu vực mắt cá của giày, được thiết kế gói gọn trong hình trái tim nhỏ nhắn với gam màu đỏ tươi và tất nhiên là được in chìm. Phần logo ở lưỡi gà và lớp vải lót bên trong giày cũng được điểm tô bằng màu đỏ. Hiện sản phẩm đã được bán tại Nike.com với giá khoảng 2,5 triệu đồng. Hoa treo cửa ngày Tết không chỉ giúp trang trí, làm đẹp cho không gian sống, mà nó còn có ý nghĩa mang tài lộc, đón may mắn và hạnh phúc cho gia đình trong năm mới. Và sau khi theo dõi mách nhỏ hôm nay cũng mua gì ở đâu, quý khán giả sẽ có thể tự tay sáng tạo nên những vòng hoa tài lộc hay cành mai đào độc đáo để trang trí cho ngôi nhà của mình.
Nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Quý khán giả có thể theo dõi lại chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng được phát sóng trên kênh HTV7.